10 con sinh giao đã mất lại. Giờ mấy ông cứ đợi sinh giao ra bay vô băm cái đầu nó trước, cho dù lên chiều gì nó cũng thua. Nó lên chiều gì rồi đánh không lại nữa. Ông nhìn kỹ tuyệt chiêu tôi nha. Ông nhìn kỹ các cách đánh đầu game nha. Cách đánh đầu game là đánh lính, lâu lâu đánh người nó cái. Đó, đó là cách đánh chứ phải lúc nào farm hay là đợi hay là dư lính. Hoàng Hiệp, game cứ phải có highlight hay siêu phẩm mới hay à? Này, ví dụ nha, nhìn nha, băm nó hai đánh này. Đó, đất này, đất này, thấy không? Tuy mình hồi ngôi lính, nhưng mà móc nhìn máu đi, bấm một máu luôn. Ngập luôn đấy chứ, thở oxy luôn. Cái gì ra mất máu rồi. Chút làm gì bị gì nó xiên, bay bên máu. Nhau không? Chưa lên quy. Đó, ông nữa bay hết tiền luôn. Và bấm hai cái là pha xong bay trụ là vừa luôn đấy. Bị nó bị đai đấy. Kéo lính vào trụ cho trụ delay lính nha. Nhưng giao lên đúp với lại lên ấy hả? Như cơn mùa cái AK ta làm highlight 4.5 ngay xa xa hoang game đờ vẩy choi được làm cút rồi đó đây đã có đầu rồi đó đầu đó. Má nó chứ tam đi vừa hai qua cúp rét nó không bị nó lụm nha. Giờ cấp 2 luôn. Chưa đánh gì đâu, ăn con bãi chim xong qua cướp rét thế hiểu luôn. Ma thật. Có mất mấy giây nữa. Thôi rồi về luôn đấy còn nó lại ca. Nó mau không về nữa. Phúc Thiên mạnh vậy. Phải mạnh chứ, phải mạnh chứ. Hai con lợn này một tay rồi là ăn rồi. Không mạnh mà gọi là tiếng gì à? Mạnh gọi là tiếng đầu trâu. Cầu xin ăn tha mà ăn tới giờ mày lên mày gan tao vợ tha. Hoàng Hiệp nát. Từng rừng nó lên nó gan tiếng hồ luôn, rừng lên giờ xin tha. Okay, like, like. Tầm này mình băm chắc một combo là cút rồi. Hai combo thì hơi bình thường lắm. Cái đường này đi ra trụ là một đi cái đường hơi dài luôn đúng không? Cái đường đó đó đó, tôi bảo rồi. Cái đường là mà đi ra trụ nó hơi bị dài luôn đó. Chỉ là chỉ hai chịu vậy ta rồi nó hàng cuối đang sẽ giả xong luôn.
Chị lại, chị lại. Báo giờ. Thiên giao tầm này chắc bị chữ ít người đấy. XX iPhone giờ mới biết trình cao thủ hành đồng bạc là như nào. Lỗi bạn đã xem nhá. Tam hợp ha, tam hợp tiếp ha. Tam hợp tiếp ha, tam hợp lên được hai cái này đúng không? Lên luôn hai kiếm. Tôi thích lên hai kiếm này lắm không? Cái món đồ mà lên được hai kiếm này kết hợp với vô danh là tôi lên. LV Bắc Giang. Flam mặt cười. Trụ đầu dưới 10 phút luôn á. Trụ đầu dưới 10p luôn anh. Là đã xem cho có like video nhé, like video ủng hộ mình lên đề xuất với nha mọi người. Xa đâu, cung đi. Cung á, chắc lên tam hợp rồi. Cầu xin anh tha. Hoàng Hiệp, tiến gánh được. Cầu xin anh tha, mà em vác con người là vết nên em bắn anh. Em chỉ có đi thôi, đi hơi xa đấy. Còn Hoàng Hiệp, anh em fit đi y gánh được. Đợi tên lớn sau nha, đợi tên lớn sau nha mọi người. Xin đi. Xa đâu, xếp bất lực mặt cười chảy nước. Nguyệt trong đức, chấm. Ôi trời ơi, hơi non. Ba bốn thằng non hết. Hoàng Chí Huy, tấu hài. Còn mai chế ca. Và đó không có rừng, tôi nghĩ mấy ông nghĩ Hoàng tôi Hiệp, ăn được. Không ăn ti mà chém ác gớm. Không có rừng mình, mấy ông nghĩ là tôi ăn được thằng xiên dao không? Tôi ăn mà tôi dư đem luôn đó chứ. Tôi còn tấm với tâm. Pha tôi còn tầm 250 máu. Ủa xiên dao nó băm sao kết rồi được. Phiên hết tech á. Thôi phiên hết tech thử rồi. Party đánh máy à. Quang Phan Doãn, sao lại lên tam hợp? Tới đây em, tới đây. Tới đây mấy em ơi. Còn lại chỉ lại. Hoàng Chí Huy, thử phiên hashtag đi. Ây ạ, chạy nhanh thế. Rồi, Nguyên Thanh Tung, lệch hẳn hai đồ lớn chơi bời. Nạn nhân. Nạn nhân tiếp theo à. Còn lại chỉ lại. Đến nhà giáp và đi săn thôi. Tới giờ đi săn rồi đó. Mình có bắn mấy e cho nhá, cho tao về đi. Hai thằng mày tao không lười đánh rồi đấy. Hai thằng mày tao không lười đánh hàng bay rồi đấy. Đừng để tao nóng là hơi mệt. Ôi giời ơi. Ờ, đúng rồi. Úp, tôi mua đúng hai cái dao găm kìa. Má tao tưởng nấy tao mua.
Tôi mua nhầm qua cái game dài chứ, là chắc dở luôn. Nguyễn Thanh, game một người à? Địa chỉ vô nha. Lê Điển, xem bảng bổ trợ tiến ơi. Em địa chỉ đi, lo lắng vậy đó. Bảng bổ trợ, đây. Em thì tem mình 13 mạng mà tem mình lọ gì, tem ra tem tao có 2 mạng luôn á. Giao chạy chúng bot hết đổi bản mới lên cái gì mạnh có buổi nhìn tục phải wow. Xuyên giao đang không mấy nó chạy lên phát được 2 mẹ rồi kìa. Ủa xuyên giao nó không mấy chạy phát được 2 mẹ rồi. Làm trụ rồi đi farm thế nào. Con nào đép rồi đâu. Dễ chưa. Má tem mình nó xuống lùa tem tôi kìa. Đấy điên thật chứ, láo thật. Không coi em tính là cái đinh gì luôn mà. Má nó không coi em tính là cái cục đá gì hết. Láo thật đấy. Ôi trời ơi, mẹ mà tôi chạy xuống chúng nó đâu hết luôn à. Ở đây đây, có con lợn này đây đây. Đang chi chi lai. Ok. Lê Điển, từ ngày đánh y sợ mỗi team bạn có Leona. Chạy nhanh thì bạn, chậm chậm thôi, tao đánh với. Mẹ chạy kìa. What the fuck thật đấy. Còn vợ giết mình luôn á. Chạy chạy đấy. Trời ơi. Thôi là đánh thì giao đi. Má chúng nó thấy tao nó chạy 3 mét hết rồi đánh đấm gì đó. Chúng nó chạy thôi, chúng nó chạy 3 mét hết rồi. Đánh không được thằng nào, không thấy nào đánh luôn. Ta đã hết một tay bà. Chọn cho tôi mới cái món đồ coi. Khiên này hay cuồng đao hay đao tím. Khiên cuồng đao hay đao tím. Khiên đi. Khiên nè. Ba đang cao thủ. Xa đâu, có cái giáp tăng 30 điểm hồi chiêu cuối. Sang Nguyễn, y giờ lên tam hợp hà. Khánh Vinh Store 99, ván sau là suốt đi bê. Chán nè, hết máu rồi. Hỏng lắm, bay vô phải hết nhẹ máu. Đây là nó mạnh ra, giết được một đồ. Có đồ đấy mà. Phạm Văn Linh, về kép ngoài tăng máu còn có tác dụng gì vậy em? Thêm một đòn đánh nữa. LVV Bắc Giang, búa tiến công đại mãng xà mặt cười chảy nước. Điều đại mãng xà hả? Điều đại mãng xà gì còn nữa đại ca. Thôi lên này nếu hồi chưa quấy nha. Hình như đế có giáp nè mong à. Đấy. Đế có giáp. Có giáp đánh lọn quá. Ai mà không có thân đoàn đánh với lại không phải. Đánh sắp cái đồ hồn kẹn. Trời ơi, menta kìa. Trời ơi, hết. Menta đây chứ. Đi lại chế ca. Lê Điển, xanh làm gì cũng đúng mặt, cười chảy nước. Má như không được menta rồi. Bắn cái đầu luôn. Cái chuồng thật. Nhưng nó thấy rồi phải. Ây ạ, thế được rồi. Ra đâu, cái súng hải tặc chứ không cũng không chết được mặt cười. Mỏng lắm ông ơi, mỏng lắm. Vô trụ trụ bánh tí chết à. Lên một thủ ký điệu rồi gì đó. Canh chụp chụp nào đâu, lấy ví dụ chụp này là dễ nè. Chụp này dễ nè, đúng không? Canh cậu tôi dễ đó. Cho nó con mắt. Anh ơi, nãy bạn né bên ta ngon lắm mà. Chạy đi.
chạy đâu nó không biết luôn chứ. Không tham được má nó phải cho win nó sao nhỉ. Đấy 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 má Baron nó bắn AD mà cút cơ. Amaro năm thằng nhá không mà AD mình phun máu chết mà. Thảo thịt. Nó phàm tí nó chết rồi. Em mày Averios bị con Baron nó bắn chết. Phải thịt luôn. Cú điệu nha. Ấy lên giờ lên máu nhiều quá, đế có giáp mà không lọ. Cú điệu hoặc đau tím. Ngũ điệu hoặc đau tím. Ngũ điệu đi. Bạn nào đã xem có đăng ký kênh thì đăng ký kênh hộ nó nha mọi người ơi. Buổi tối vẽ nha. Vô làm con rồng LKV Bắc Giang. Làm cái pen cho anh xem đi ngủ cái tím. Sắp được pen mà tự nhiên ra nó người là vết nó bắn nó đi luôn. Rồng kia. Lỡ ơi. Nhiều rồng mà lọ đấy. À, nó dám ăn Baron trước mặt mình tiếp luôn. Lì thật. Gần có gì mà chẳng biết gì được trời. Lại hụt Ben nó rồi, trời ơi. À, phà đâu qua Gala nè, này nó dùng mẹ tôi là Ben. Mấy cái Ben luôn mà. Má, Hoàng Diệp, mé qua lần hai kìa. Thôi cứ đập nhà nó cho nó mất nhà, cho nó dễ đánh đi không? Cứ do chưa tới nhà đi. 25 mẹ, tem mà được có 9 mẹ đúng không à? Tem mà được 9 Hoàng mẹ. Hoàng Diệp, làm lại lần nữa. Tem mà được có 9 mẹ. Ây da. Tích to với AD mình chưa có cái mẹ luôn. Ơi. Ăn blue nha, giờ ăn blue cho mấy coi nhá. Blue thì nó có cả tem luôn. Ăn blue giờ nào ăn được ấy. Support ăn có blue cả tem à. Nào thật. Em giờ dễ luôn đấy chứ. Thì tham nó cái vũ điệu đó. Order. Cầm gì cả đâu. Nó bật E là bật tốc gì cũng tăng đam của cái tự kiếm hết không? Có bùa cho cả tem không? Để xem lại có bùa không đấy. Bùa không? Có bùa nè. Bùa đúng cho cả tem luôn đấy chứ. Nãy mình không kháng phép á, xuôi xuống bị chết nó lụm đầu luôn. Rank thấp tới thử đồ này được, cái rank cao thì tới nổi. Như đã thở đấy. Thấy mỏng lắm không à? Mỏng như cái gì vậy? Như một con tướng bình thường thôi, để có tới giáp luôn mà. Đồ tành máu á. Máu không có nhiều nữa cơ. Chung lên cái này thì phải bù đồ thủ vô, bù nhiều luôn á. Nghe đi. Thấy là nó rén liền. Em đâu rồi nhỉ? Đây. Chiêu 5000 không? Tôi cố. E lên chủ có tác dụng không á? Không. Nếu bây giờ mà muốn đẩy chủ nhanh thì E lên chủ cũng được. E lên chủ nhưng mà không có đem đánh người thôi. Nếu mà tên nó biến về á. Phúc Thiên, em có tác dụng lên chủ không bạn? Đánh sát lực, có sát lực luôn. 60 đam. Ok thế.
Benta kìa. Má được chứ, Benta là gì tha này. Ta là thằng AD nó ra tỷ lệ cao có Benta luôn đó chứ. Mới xong luôn. Thấy chưa? Yeah. Giờ Rick mẹ đầu tiên mà đến mịp. My eyes are clouded. Mùi đi nơi đó. Chết không? Chết hơi kỳ, chết hơi kỳ đấy. Mâm vài cái là quăng cái lốt đầu là đi. Hồi máu luôn nha, chuẩn bị đa trụ nha. Sắp đi mạng thứ hai. Bọn đấy lì lắm, còn thiếu đốt nữa. Tôi nghe hụt là hụt luôn rồi. Ta 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 ta. Mới vô hai mẹ. Nice. Là một jam Yorick kìa. Chắc là e giống người ta, e thôi, như vậy gì đâu. Ơ, tôi hụt xe. Tôi chạy vô không để ý mình. E đầu mình. Người lợn này 3 giờ nó băng dụng một lần mà. Bây giờ mong chỉ cần lấy rỉa máu thôi, đội máu này nè, xa sau là đi à. Băng dụng, băng full máu này có. Băng full máu phải có thêu hoặc cái gì đó nữa. Nó lên 4 rồi. Nice. Trận này thắng hay thua? Thua. Khiêm tốn rồi ăn. Tốn rồi. Thì ấy đi thôi, khiêm tốn gì. Chưa nổ đâu nhỉ.
À, nè chị. Không nó lại bảo kèm. Các bạn cút luôn rồi. Kênh em to, nghe nói fan nhí nhiều fan nhí lắm rồi. Mẹ mày đánh cái con hình lộn đấy cút luôn mà. Mày đây đánh con lộn nữa. Tí sẽ làm bao nhiêu? À, lại một. Rick 100 mà. Cho Rick phát thiêu cho ta. Mẹ mày. Anh nó sẽ giả luôn à, hay là cần tay đâu ha. Trời ơi, lát kìa. Vãi cả đạn lát. Nhờ Rick nó đi chỗ khác luôn. Cho Rick cho bố tấn công. Cái tên giáp luôn. Dynamite hả? Thế thì game này một tay đó. Nghe lên đây thì khác gì. Này ông tôi bụi này đâu. Ôi trời ơi. Má nó như lên của anh nó đâu. Quá chịu thật. Thì gắn hết luôn đó chưa. Không được đùa với rừng nữa. Thường là xe ấy. Đây nè đâu hả. Đây nè đâu hả. Được bắt. Giờ mới có lại mít kìa. Ghê sao? Chết mẹ đúng không?
Vậy là đã xem cái cần nhá, cái cần hộ của nó nha. Buổi trưa vẽ mọi người. Đây nè, để nó chứ. Giờ nó tùy rồi. Má lỗi rồi. Ê. Your team has destroyed a turret. Memories like shadows. Chết rồi. Mày nó bắn cái người luôn kìa. Vừa vừa phải bại thôi. Bây giờ. Okay, chui nè. Ngay sợ. Đánh bên đây, đừng có bật tay lên nha. Tay lên, tay lên, đừng lõng tay lên. Anh chụp sức lâu luôn. Đây ạ. Mó đấy chết rồi. Qua đây. Cóc mơ, chạy được rồi, cóc mơ. Nó chạy về rồi. Rồi mình dám đứng đây. Mình có tóc biến băm sấp nó trước, băm ở đây nó cút lại vì em nó đục đội bộ rồi, không đục thì cũng đánh được đâu. Bạn nào đã xem có đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh hộ nữa nha, view cao lắm không ơi, nhớ đăng ký kênh với like video giúp tôi với nha, xin cảm ơn. Đục đội bộ rồi. Có rất là hở ra tí banh nhà banh cửa đấy, người đấy có bố tấn công banh nó là đùa đâu. Humanity has fallen. Tình này hai Yorick. Hai con Yorick thì ăn được. Bắt nó lên thì ăn được. Bắt nó lên chắc phải là cần 5 beta kill luôn đó. Chưa có giáp. Có tới giáp là cần 5 beta kill được luôn đó chứ rồi đó. Giáp này khó tí. Tầm này tới quái đó. Nó rất là hào đẹp nổi. Killing
Ui, mắt tôi ba vật à. Giờ ra vết bạo không ao được nhé. Rừng ao 4 cấp rồi. Nice. Bạn nào đã xem có đăng ký kênh cho đăng ký kênh hộ với nha. Gặp Fane lên gương suy vong được không á? Fane lên gương suy vong đầu tiên chứ sao? Lên đầu tiên mà. Chào Văn Hùng nha, hello em. Anh có mùa nào thách đấu chưa? Chưa, đại cao thủ là mát rồi. 30 điểm luôn mà. Ý thì...